Ngày 31 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm động viên người dân ba xã Thái Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và thăm 10 chốt bảo vệ vùng xanh, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, xã Trung Lập Thượng là xã không có dịch duy nhất của huyện Củ Chi từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và biểu dương nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân ba xã nói riêng, cả huyện Củ Chi nói chung đã cố gắng giữ và mở rộng vùng xanh. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã trao tặng nhu yếu phẩm và khẩu trang tới người dân và các lực lượng tham gia chống dịch. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, huyện có 21 xã thị trấn, trong đó đến nay có 3 xã vùng xanh, 68 ấp vùng xanh. Huyện thực hiện nghiêm giãn cách, tăng tốc tiêm vaccine cho người dân, tiến tới mục tiêu mở rộng vùng xanh, cùng góp phần tạo vành đai xanh cho thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh lân cận.